Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Trước hết, các con hãy nhìn vào những hình ảnh có trên màn hình. Chúng mình thấy gì nào? À, đúng rồi. Đó là những viên bi. Một cái kệ sách. Quan sát vào từ bi và kệ. Chúng mình phát hiện ra âm chữ b và âm chữ e đã được học. Bên cạnh đó, các bạn có hai âm chữ mới. Đây là âm chữ y. Lưu ý, đây là chữ y ngắn. Và đây là âm chữ k. Hai chữ cái này cũng chính là nội dung bài học hôm nay của chúng mình đấy. Phần đầu tiên có trong bài học của các bạn đó là nhận diện. Cô có chữ y in hoa, chữ y in thường và chữ y viết thường. Chúng mình hãy tập trung quan sát lại cùng với cô nhé. Đây là chữ y in hoa, chữ y in thường và chữ y viết thường. Cùng quan sát và lắng nghe cô đọc mẫu nào. Y Y Đọc lại với cô nhé Y Y Hãy giúp cô hoàn thành bài tập sau đây Trong video này cô còn có chữ K in hoa Chữ K in thường Và chữ K viết thường cùng phân biệt lại với cô nào đây là chữ ca in hoa chữ ca in thường và cuối cùng là chữ ca viết thường chúng mình cùng nhau tập đọc chữ ca nhé ca ca rất giỏi lại một lần nữa nào ca ca hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây nhé trong bài học hôm nay cô cũng sẽ giới thiệu đến chúng mình mô hình tiếng có âm chữ y cụ thể là tiếng bi với tiếng bi này quan sát các bạn sẽ thấy âm chữ b đứng trước âm chữ y là âm chính đứng sau ghép hai âm chữ này chúng mình có tiếng bi Hãy cùng lắng nghe cô đánh vần nhé. B I B Bi Đọc lại cùng với cô nào. B I B Bi Rất tốt. Hãy thực hiện bài tập sau đây với cô nhé. Một mô hình tiếng khác cũng rất thú vị. Đó là kệ với tiếng này chúng mình sẽ thấy âm chữ K đứng trước, âm chữ E là âm chính đứng sau. Dưới âm chữ E có xuất hiện dấu nặng. Ghép hai âm chữ này cùng với thanh nặng, chúng ta có tiếng kệ. Hãy cùng lắng nghe cách cô đánh vần nhé. K E kê nặng kệ kệ rất đơn giản phải không nào? Cùng cô đọc lại nhé. K, e, kê nặng, kệ. Các con giỏi quá, hãy thử sức mình với bài tập sau đây. Trong video bài học này, chúng mình sẽ được viết âm chữ y. Cùng cô quan sát vào màn hình và tập viết nhé. vậy muốn viết tiếng bi thì sao nhỉ các bạn cần phải viết âm chữ b trước âm chữ y sau bên cạnh đó hôm nay cô cũng sẽ hướng dẫn đến chúng mình cách viết âm chữ k hãy quan sát cùng với cô nhé Nếu như trong trường hợp chúng ta muốn viết tiếng kệ, chúng mình cần viết âm chữ K trước, âm chữ E sau và dấu nặng đặt dưới âm chữ E. Các bạn lưu ý nhé! Vị trí và cách gõ các chữ, các tiếng trên ở bàn phím máy tính như thế nào nhỉ? Hãy cùng cô quan sát. Đây là vị trí của chữ Y. Nếu các bạn muốn gõ tiếng bi thì cũng tương tự như cách viết các bạn gõ vào chữ b trước sau đó gõ vào chữ y thế là chúng mình có tiếng bi tiếp theo cùng nhìn vào màn hình đây là vị trí của chữ k nếu muốn gõ được tiếng kệ mà các bạn vừa học thì trước hết mình phải gõ vào chữ k sau đó gõ liên tục hai lần vào chữ e để tạo nên chữ e và cuối cùng chúng mình gõ vào phím chữ c để tạo nên dấu nặng. Với những thao tác đơn giản, các bạn có thể gõ được tiếng kệ rồi đấy. Các con có thể thực hành nhiều hơn để giỏi lên mỗi ngày nhé. Trong bài học hôm nay, chúng mình lại tiếp tục được học thêm các tiếng có âm chữ y và âm chữ k hãy cùng cô quan sát vào màn hình cô có các tiếng sau gì kê bí đỏ ví da hãy cùng với cô tập đánh vần và đọc trơn các tiếng trên đây nhé giờ y di huyền gì gì kê kê ghê bờ i bi sắc bí bí đờ o đo hỏi đỏ đỏ bí đỏ v i v sắc ví ví giờ a da da ví da các con làm rất tốt cô khen các con để chắc chắn mình đã biết được cách đọc và nhớ các tiếng này hãy cùng cô thực hành một bài tập sau đây nhé rất giỏi các con đã biết hết nghĩa của các tiếng mình vừa học chưa cùng chú ý vào màn hình và nghe cô giải thích nhé trước hết chúng mình có tiếng gì gì là chị hoặc là em gái của mẹ chúng ta tiếp đến là tiếng kê kê là một loại hạt ngũ cốc rất có dinh dưỡng cho con người bí đỏ từ này rất quen thuộc đúng không nào bí đỏ hay còn gọi là bí ngô là một loại thức ăn và cuối cùng là ví da có nơi còn được gọi là cái bóp một vật dùng để đựng tiền được làm bằng da của động vật. Ở đây, cô có thể nói thành câu có một từ, ví dụ như là từ ví da. Cô có câu như sau: "Ba có ví da." Tương tự như cách làm của cô, các con có thể suy nghĩ thêm và nói những câu có các tiếng mình vừa được học nhé. Bên cạnh đó, cô giới thiệu thêm cho chúng mình những đồ vật có âm chữ Y và âm chữ K. Cô có cái ly hay còn gọi là cái cốc, tivi, kéo, kèn. Trong các tiếng này, chúng mình thấy xuất hiện âm chữ Y và âm chữ K, phải không nào? Tiếp theo, các bạn hãy cùng cô đến với câu ứng dụng của bài học quan sát và lắng nghe cô đọc nhé. Gì có bí đỏ. Bây giờ cô sẽ đánh vần. Các con cùng đánh vần với cô nào. Giờ y di huyền gì gì cờ o co sắc có có bờ y bi sắc bí bí đờ o đo hỏi đỏ đỏ gì có bí đỏ rất giỏi nhìn vào câu ở đây nói đến việc gì có một quả bí đỏ để hiểu nghĩa của câu chúng mình có thể trả lời các câu hỏi ví dụ như ai có bí đỏ đó là gì hoặc ngược lại chúng mình có thể hỏi gì có cái gì thì mình sẽ trả lời được rằng gì có bí đỏ với sự hướng dẫn của cô các bạn có thể đặt câu cho mình cố gắng đặt câu vừa hay vừa có nghĩa nhé cuối cùng các bạn cùng đến phần mở rộng với cô nào các con hãy nhìn vào màn hình và thực hiện bài tập sau đây đúng rồi trên màn hình chúng mình có bút chi bánh mì và cái kéo. Những từ này có xuất hiện âm chữ Y và âm chữ K. Cô có thể nói câu có từ bút chì như Bé có bút chì. Các con có thể tập nói những câu có các từ, các tiếng ở trên nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.